Rồi á, cô hỏi nè, con vượt qua được những cái khó chịu, những cái bực bội khi mà bị vợ cằn nhằn bằng cách nào? Dạ, nín thinh thôi. Con quen rồi. Con quen, nhưng mà cái quen của con ở cái việc là gọi là con tiếp nhận hay là con buộc phải quen? Tại vì cái cằn nhằn của vợ con là có lý do, chứ không phải là tự dưng mà nó cằn nhằn, dạ, đúng không? Thế nhưng mà tại vì cái cằn nhằn đó nó thì không đúng thời điểm. Dạ, đúng rồi. Tụi con có bao giờ mà cứ ngồi với nhau xong rồi mình nói ra là nếu như em mà cứ tiếp tục như vậy nữa, anh có những lúc mà nhiều khi anh kềm không được, anh bức xúc, anh nói lớn, rồi anh hai vợ chồng lại cãi nhau xung đột lớn thì nó bị uổng đi. Dạ. Đó, mà cãi hoài thì cũng đến một lúc nào đó là tự nhiên cảm thấy nó bị nhợt nhạt đi, lợt lạc đi. Dạ, trong lòng mọi người đều có một cái suy nghĩ riêng. Đúng rồi, cái khoảng cách đó. Dạ, có, cái đó thì có, chứ con cũng nhìn thấy vợ con, nhưng mà tại vì con kiểu giống như con hay bị cái khuyết điểm là con sao không nói điều đó trước. Để vợ con nói điều đó trước để coi mức độ vợ con tới mức độ nào. Thì vợ con mỗi lần rủ con nhậu riêng là con biết có vấn đề. Dạ, hai vợ chồng như bạn. Thì cô chỉ thấy là tụi con bây giờ đang là một cặp, đúng là hồi nãy á. Bạn An á, bạn nói là một cặp hoàn hảo á, hoàn hảo về cả về hình thức, cả về sự nghiệp, cả về tài năng. Yeah. Theo cô á, là con đã ngộ ra, thành ra thôi. Anh thì chắc chắn là cái người phụ nữ đó con, nhiều khi á, có những cái áp lực mà không giống đàn ông. Yeah. Tụi con đi thì con mệt sức nè, đó, mệt về thời gian, thiếu ngủ, mệt mỏi, nhưng mà cái người phụ nữ ở nhà để quán xuyến được một cái gia đình á, nó không có đơn giản tí nào. Mệt tinh thần. Mệt lắm con ơi. Rồi con cái nữa. Yeah. Hiện giờ cái mục đích tối cao là lo cho cái đứa con của mình. Bây giờ cằn nhằn ai, không lẽ giờ đi cằn nhằn bố mẹ mình. Yeah. Cằn nhằn con mình thì cũng tội nó. Nó biết gì đâu mà cằn nhằn. Yeah. Thì giờ chỉ có người mà đầu ấp tay gối của mình, cái người mà mình biết là mình có cằn nhằn á, thì anh cũng không bỏ mình. Yeah. Mình có cằn nhằn á, thì anh cũng không thể nào là cái người mà mang lại sự nguy hiểm cho mình. Yeah. Thế là thôi, cằn nhằn để xả. Yeah. Đó là cái tâm lý đó. Cái đó cô nói thiệt á. Yeah.